nhau ngoài và chúng tôi đã sẵn sàng cho tiết hát của Quang Thanh. Đang thủ sẵn nè, cống lên liền. Và lần đầu tiên cho các thầy xin gửi tới quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để chúc sức khỏe lời chào trân trọng nhất. Chắc em buồn biết mấy gian nhỏ.
Và vừa rồi quý vị đã được thưởng thức giọng ca rất là ngọt ngào, rất là ấn tượng của Quang Thanh với nhạc phẩm Nhớ Nhau Hoài. Và có thể nói rằng Quang Thanh là một trong những vị khách rất là nhiệt tình và thường xuyên lui tới không gian của phòng trà Valentine chúng tôi. Chúc cho bạn sẽ có một buổi tối thật là thư giãn và thật là ý nghĩa.